Quân Anh Food là công ty chuyên về xuất nhập khẩu hàng tươi sống. Giám đốc của công ty thì rất là đam mê thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng đá. Chính vì vậy mà xuất thân là tiền thân của đội Quân Anh là những anh em trong công ty. Thành phần mà tham gia Ái Quốc FC tham gia với Quân Anh giải doanh nhân online 11 lần này thì có bạn Thanh Tùng, bạn Quý Đạt, rồi bạn Chí Tính, bạn Hải Trường và bạn Thuận. Khi về giải cái giải doanh nhân online này thì đồng đội anh cũng rất là háo hức, anh em cũng tham gia hy vọng là được gặp những anh em cùng với đam mê kinh doanh và đam mê đá banh. Sau cái giải hay là một trận đấu đó, là mình cảm thấy anh em đều vui. Thì điều đó mình rút ra là mỗi ai cũng có công việc riêng hết. Công việc nó áp lực riêng của từng người, nhưng mà khi mà vô sân á thì người ta sẽ cởi bỏ những cái áp lực đó. Người ta sẽ đam mê với bóng đá. Thì sau cái trận bóng người ta cảm thấy được thoải mái. Tinh thần người ta được thoải mái. Rồi ngày mai người ta đi làm việc tiếp. Hy vọng là sẽ tham gia giải doanh nhân online đợt này của sân 11 á, thì Quân Anh cũng hy vọng là được vào top 4. Đường chuyền rất tốt. Bóng phía kia. Minh Khải dứt điểm đi. Vào. Minh Khải đã vào bẫy phía kia quá tốt. Tỷ số đã ra. Cách biệt giờ chỉ còn lại là 1-3 mà thôi. Cũng là không thể thiếu trận đấu này. Khi mà Minh Khánh được thay ra quá sớm, Minh Khánh danh là người không phổi. Anh ấy rất lạnh lùng và đi bóng rất hợp lý. Và sở cánh rất tốt của đồng đội dành cho Lê Minh Khánh. Và kiến tạo đến từ Lê Minh Khánh và không còn gì khác, Võ Thành Lộc đã ghi bàn. 3 đều, một trận đấu rất nhiều cảm xúc. Đúng là một màn lộn ngược dòng rất là hoàn hảo. Và bây giờ thì trận đấu bóng không thể đến chân được của Văn Hậu. Và đây rồi, một cơ hội rất ngon ăn. Dứt điểm. Và một trận đấu quá cảm xúc. Và chắc chắn rằng thời gian về bài này cũng đã sắp khép lại rồi. Trần Văn Tuyến, cầu thủ mới được tung vào sân, là người hùng đã mang lại tỷ số 4 đều dành cho Quân Anh Food FC.